Hello anh em, chào mừng trở lại với tin vắn Valorant. Cùng điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày vừa qua nhé. Bản cập nhật 4.05 là một bản cập nhật tương đối nhỏ. Sau đây là nội dung của bản cập nhật trên. Đầu tiên là chỉnh sửa sức mạnh của Brimstone. Sau khi kỹ năng Steam Beacon của Brimstone được gia tăng sức mạnh bằng việc thêm hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển, những người chơi controller đã biến lão tướng này thành lựa chọn số 1 trong những bậc xếp hạng và các trận đấu chuyên nghiệp thay vào chỗ trống mà một Astra đã yếu đi để lại. Tuy nhiên, để người chơi không lạm dụng kỹ năng này, Riot Games đã giảm số lần sử dụng xuống còn 1 và tăng giá kỹ năng lên thành 200 tiền. Bên cạnh đó là cập nhật hệ thống điều chỉnh tâm. Giờ đây, người chơi có thể lưu lại những thông số điều chỉnh tâm ngắm này thành một dãy các ký tự để tiện lưu lại hoặc chia sẻ với người khác. Với một cú nhấp chuột, chúng ta đã có thể sử dụng các crosshair của mình khi đang sử dụng một tài khoản khác, hoặc là sao chép các pro player mà không cần căng mắt ra nhìn màn hình. Một cập nhật đáng chú ý khác là chỉnh sửa hệ thống chọn map đấu. Với chỉnh sửa này, hệ thống sẽ dựa vào lịch sử thi đấu của người chơi và loại bỏ map đấu mà bất kỳ người chơi nào đã gặp 2 lần. Sau đó, chọn map đấu được sử dụng ít nhất trong những lựa chọn còn lại. Chế độ này đã được thử nghiệm trong khu vực Mỹ Latin trong bản cập nhật vừa rồi và sẽ được áp dụng cho tất cả các server trong kỳ update này. Bản cập nhật này cũng mang lại một bundle skin mới có tên là Endeavor. Theo thông tin trên Twitter, thì bundle này không có hiệu ứng kết thúc, không có các bảng màu, cũng như các mức nâng cấp, và có giá từ 2.930 đến 3.500 VP. Một tin nổi bật trong ngày hôm nay đến từ khu vực Bắc Mỹ. Nếu trong tuần vừa rồi, người hâm mộ Valorant không khỏi thất vọng khi hai caster kỳ cựu được yêu thích nhất của khu vực này là Sengar và DDK đã thông báo họ sẽ dừng bình luận, thì giờ đây, đội tuyển 100 tên cướp 100 Thief đã thông báo hai nhân vật này sẽ lần lượt trở thành quản lý và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển này. Người hâm mộ CSGO chắc không quá xa lạ với Sengar, một cụ thần của đội tuyển CSGO Cloud9 với nhiều chức vô địch trong khu vực và là một gương mặt quen thuộc trên bàn phân tích của các giải đấu đỉnh cao. Bắt đầu vào năm 2020, Sengar cùng với DDK đã theo dõi và đồng hành cùng Valorant và Valorant Esports kể từ lúc tựa game này bước vào giai đoạn Close Beta và là những cá nhân có kinh nghiệm và hiểu biết nhất về tựa game này của khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, Mike Hardy, cựu huấn luyện viên đã nâng tầm đội tuyển Envy trong kỳ Master Berlin và Champion vừa rồi, cũng đã đầu quân cho 100 Thief với tư cách là phân tích viên. 100 Thief đã có một mùa giải VCT đáng thất vọng khi mà đội tuyển này phải dừng bước trước vị trí thứ 7 ở vòng bảng Challenger vừa rồi. Với sự thay đổi nhân sự này, người hâm mộ đội tuyển áo đỏ đen có quyền được hy vọng một mùa giải mới khả quan hơn. Thế là hết, hãy tiếp tục theo dõi tin vắn Valorant để có được những cập nhật mới nhất.